time service. Thực ra thì một cái dịch vụ mà nó rất đặc thù như thế này, có rất là nhiều những công ty dịch vụ vệ sinh ở Việt Nam, thì cái điều mà Ban Service thực sự là cảm thấy rất là trân trọng, tri ân rằng là nếu không có một cái đội ngũ nhân viên mà gắn kết và đồng lòng thì mình cũng khó có thể có Ban Service mà lớn mạnh như ngày hôm nay. Kiều sẽ mời tất cả những già làng của ban lãnh đạo hôm nay chúng ta di chuyển xuống đây đứng đối diện với già làng của làng em. Dạ, dạ em xin mời các già làng của công ty. Dạ, già làng của công ty sẽ đứng một hàng ở bên đây đối diện với già làng của khu làng em. Và sau khi già làng chúng ta sẽ đứng đối diện với các già làng ở đây thì yêu cầu các già làng bên đây không được tả lời nhiều. Dạ. Quý chủ gia làng bên em, đại gia làng bên em thấy vậy thôi chứ vẫn còn mong manh dễ vợ lắm, chưa có ai có gia đình hết đó quý vị. Rồi và bây giờ em sẽ dùng lại micro dành cho những người con khu làng ở khu Bình Thuận sẽ biểu diễn giao lưu không gian văn hóa đồng chí Tây Nguyên. Và chúng ta vỗ tay, chúng ta hãy nhún nhảy theo điều cầu điều chi nhé anh chị ơi.
phần trong buổi tối ngày hôm nay. Vâng, và xin trân trọng kính mời những vị khách sau đây sẽ lên để thưởng thức hương vị rượu cần đầu tiên ạ. Và xin trân trọng kính mời chị Vũ Thị Ngân, xin trân trọng kính mời chị Tạ Thị Vũ Linh, xin trân trọng kính mời anh Trần Đăng Khôi, xin trân trọng kính mời Mr. Thu Nghe, xin trân trọng kính mời anh. Đẹp quá. Đây. Từ từ. Thank you.
văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, và đặc biệt nhất là những chàng trai cô gái, và đặc biệt nhất là những vị già làng đến đây để phục vụ chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay. Xin được cảm ơn. Hay là con gái của già làng, đây là Y Dũ. Dạ rồi, xin mời chị Thúy nữa ạ. Dạ em xin mời chị Thúy nữa. Và chị Ngân, mời chị Thúy lên để chị Ngân cùng với chị Thúy trao luôn ạ. Và đây là chủ tịch công đoàn, các quý vị, chị Thúy, chủ tịch công đoàn. Thì công đoàn luôn quan tâm đến tất cả những điều mà cán bộ công nhân viên chúng ta, từ cơ chế lương, từ những cái điều nhỏ nhất mà quyền lợi của cán bộ công nhân viên đều là một tay của chị Thúy chúng ta đề xuất tới ban lãnh đạo để mang đến quyền lợi tốt nhất. Và xin mời những phần quà mang lên cho các bé ạ. Và những phần quà này nó rất là bất ngờ nha các bạn. Phần quà này là may từ giúp chúng tôi là chuẩn bị rất là nhiều, nhưng mà lớn nhỏ nó không quan trọng. Quan trọng là tấm lòng và là sự động viên của ban tổ chức dành cho các bạn thôi. Màu sắc rất là rực rỡ, quà có những món quà ăn được và có những món quà không ăn được. Nếu món quà nào ăn được thì chúng ta sử dụng bạn thôi. Người lớn thì sẽ làm việc lớn, còn chúng ta nhỏ chúng ta sẽ làm việc nhỏ. Chúng ta có thể phụ giúp ba mẹ, gia đình của mình. Và điều quan trọng nhất là chúng ta học giỏi. Rồi bây giờ cho chú hỏi nè, mong muốn tương lai của con muốn làm cái gì? Con không biết, chưa có sự định hướng tương lai. Rồi bạn gái này, tương lai bạn sẽ làm gì? Tương lai là bác sĩ. Dạ thưa các thương thì một đứa trẻ lúc nào cũng như thế. Em ngày xưa em tương lai cũng là bác sĩ đó. Cuối cùng em về nè. Em bé dịp 1 tháng 6, mặc dù chúng ta đi về là hết 1 tháng 6 rồi thì không có gì tặng quà, ngày hôm nay tặng quà luôn cho các bạn. Một cái tay thật lớn dành cho tương lai của Ba Sweeping. Xin được cảm ơn chị Ngân và xin được cảm ơn chị Thúy đã trao tặng quà cho các bé. Và xin được chúc các bé chúng ta ăn hơn cũ, ngủ hơn xưa và học giỏi hơn trước. Rồi xin được cảm ơn các bạn, xin mời các bạn di chuyển về chỗ ngồi của mình. Và thưa quý vị thân mến, và trong khoảnh khắc 3 ngày vừa qua đến giây phút hiện tại thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ có rất là nhiều những kỷ niệm. Lúc vui chúng ta cười thoải mái, có lúc chúng ta sẽ mệt mỏi và có những giây phút mà chúng ta... Ngàn lời cảm ơn Ban Service.